Chợ Bình Tây. Ồ, mấy hôm còn mở cửa ra vô lấy hàng đồ này nọ ha. Hôm nay đóng cửa luôn rồi. Phía dưới không ra được. Ủa, đóng hồi nào á anh? Cái này đóng hồi nào á? Chợ đây đây đóng đóng hồi nào vậy? 3 giờ đóng rồi hả? Trời ơi, mới hôm qua hôm kia còn ghé thấy còn bán. 3 giờ là đóng rồi. Em đứng xa nha anh chị. Em đứng xa lắc à, không có nói chuyện gần với ảnh á. Chỗ đó đi không được luôn, rào phăng phăng. Đường Dương Tử Giang, đây, khu này là đóng cửa này. Hồi đang đứng này. Nhìn hàng hóa, nhìn người mua, nhìn người đi đường dẹp vào hết nữa chứ bình thường ra ngoài đường luôn anh chị, bán nhộn nhịp lắm. Khu này em cũng hay lên mua đồ. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Ở đây là ngã tư con đường Trần Bình Trọng và con đường Trần Hưng Đạo hướng đi về chợ lớn nè anh chị. Em lang thang trên cái vị trí này mời anh chị chúng ta chạy về khu vực chợ lớn trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 3 giờ 35 phút ngày 5 tháng 7. Và em cũng xin phép được chúc cô bác anh chị có một ngày thật là bình an, tốt lành và thật là nhiều sức khỏe anh chị ha. Hôm nay Sài Gòn mình là một ngày xa mặt trời. Từ sáng cho tới chiều, sáng thì có mưa nhiều nơi, chiều thì trời cũng mây mù, không có ánh nắng. Mát mẻ anh chị, khá là mát mẻ. Một ngày xa mặt trời. Con đường Trần Hưng Đạo này có hàng cây đẹp quá anh chị ha. Phía trước đây là chúng ta tới con đường Lê Hồng Phong, ngày xưa là Petrus Ký. Chạy bên phải là anh chị sẽ đi về khu vực xa cạn miền Đông ngày xưa đó. Phố xá trong cái buổi chiều thứ hai đầu tuần như thế nào, em cũng xin phép được cập nhật vài hình ảnh gửi đó đến anh chị. Cô kia cô đội nón bảo hiểm nhưng mà cô kéo cái áo lên cố trùm cái đầu này. Chú chứ không phải cô. Bên trái em ở đây là bệnh viện Sùng Chính ngày xưa, bây giờ là chấn thương chỉnh hình. Và sát bên thì có cái chung cư ký túc xá rất là cũ rồi anh chị, cũng xuống cấp nhiều rồi. Ngày xưa là cái khách sạn Victoria. Các cái khu bệnh viện bây giờ rất là vắng bóng người anh chị ha, thông thoáng. Thì những người đi bán hàng rong bây giờ người ta cũng thất thu luôn. Các khu bệnh viện bây giờ không còn nhiều người nữa thì cũng không bán được cái gì. Trưa hôm nay thì Sài Gòn mình lại đếm thêm 3 con số. 160 mấy ca thì vậy. Mỗi ngày Sài Gòn mình cập nhật là hàng trăm ca. Đây con đường Huỳnh Bản Đạt anh chị. Rồi chúng ta băng ngang qua cái ngã tư này, chạy đi về chợ lớn trong cái ngày Sài Gòn xa mặt trời như thế này. Trời âm u như vậy càng nhìn thấy Sài Gòn mình nó buồn anh chị. Đóng cửa khá là nhiều, nhìn thấy buồn hơn. Không biết tình hình khu chợ lớn dọc những cái khu bến xe, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, không biết hôm nay như thế nào. Bên trái em là chúng ta quẹo về khu chợ Hòa Bình. Ngày hôm nay thì chợ Hòa Bình cũng đóng cửa rồi, không có bán. Nên những cái xe bán trái cây loanh quanh vỉa hè như vậy nè. Ngày xưa thì thường đậu ở trong chợ Hòa Bình đó anh chị. Bây giờ thì chợ Hòa Bình đóng cửa thì phải chạy ra ngoài đường này bán. Con đường Bùi Hữu Nghĩa đây anh chị ha.
bên phải thì có cái phố Việt Quay đó. Bây giờ đi ra ngoài đường thấy rất là nhiều cái mảnh đời anh chị khó khăn trong cái mùa dịch này. Đây cái rạp Đống Đa đây. Nãy giờ anh chị thấy những cái xe đi bán trái cây dọc hai bên đường không? Bây giờ họ chở vào trong các con hẻm đó anh chị, trong các con hẻm bán. Những cái người mà lớn lớn tuổi một xíu, người ta hay đi chợ truyền thống đó, thì bây giờ thứ nhất là chợ bị cấm nè, không bán nè, đông không tỏa hết rồi. Thứ hai này là họ cũng ngại đi ra đường nhiều á, rồi tiếp xúc, rồi dịch bệnh. Cho nên những người buôn bán người ta thường chạy vào các con hẻm anh chị, rồi bán cho một vài người như vậy, rồi lại đi hẻm khác. Bây giờ tìm mọi cách để chúng ta có thể kiếm tiền anh chị, tìm mọi cách để kiếm tiền. Ở đây có khách sạn Đồng Khánh, cô bán chè, đậu hũ. Khách sạn Đồng Khánh bên tay phải em đây. Hôm bữa là bị cháy đó, bây giờ đang làm dở dang mà mùa dịch rồi cũng chắc ngưng làm. Con đường này là con đường An Bình anh chị ha. Có cái bệnh viện An Bình hay người ta còn bán nhiều cái loại đá phong thủy, các cái vòng tay mà ảo đó, vòng đá đó. Ở đây thì anh chị thấy hai bên có cái dãy nhà đẹp lắm nha, dãy nhà của người Hoa này, cổ xưa với cái kiến trúc rất là đẹp. Ngày lúc trước em đi bộ đó, quay chi tiết mấy cái khu này đẹp lắm, để có thể đi lên trên đó đứng nhìn xuống đường nữa. Cảnh vật ở đây nó náo nhiệt, không như bây giờ. Em cũng mừng cho bà con Sài Gòn mình là bây giờ những cái gói mà cứu trợ đó anh chị. Ở đây là Đại Thế Giới ha. Bên trái anh chị quẹo lên cầu Nguyễn Tri Phương này. Bên phải anh chị đi xuống ngã sáu Nguyễn Tri Phương. Thì những cái gói cứu trợ đó em thấy tình hình là cũng đang được thông qua. Và cuối tháng 7, cuối tháng 8 là sẽ tiến hành cứu trợ tới tay của người lao động anh chị. Thì cũng hy vọng là bà con mình cầm cự được tới lúc đó. Thôi thì có là vui rồi. Con đường này là con đường Trần Phú anh chị. Ngày xưa nó có tên là Nguyễn Hoàng. Với ở đây cũng có mấy cái quán vịt quay nè. Những ngày lễ rồi gì đó người ta mua cũng đông lắm. Bên trái em là Đại Thế Giới, bây giờ đó là trung tâm văn hóa quận 5. Em chạy cũng lướt lướt thôi nha anh chị ha, đi nhanh đi lên khu vực chợ lớn ở phía trên chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, bến xe rồi đó. Bán vé số nè, bây giờ bắt đầu 3 giờ mấy, gần 4 giờ là cái giờ chuẩn bị sổ số đó anh chị. Người ta hay có cái câu nói vui là sau 4 giờ 30 phút chưa biết ai giàu hơn ai đó. Rồi xe cứu thương. Sài Gòn mình ngày hôm nay là cái mùa của các cái âm thanh này hú liên tục luôn anh chị. Đó, đây là con đường Ngô Quyền và con đường Đồng Khánh ngày xưa anh chị ha, Trần Hưng Đạo ngày hôm nay nè. Con phố này thì luôn luôn náo nhiệt, mùa dịch thì rất là buồn. Sau 4 giờ 30 phút chưa biết ai giàu hơn ai. Đó là những câu nói vui của mấy người mà hay mua vé số. Là cái giờ sổ số anh chị. Và bây giờ thì những người mà đi bán các cái vé sổ đó thì đang gọi là cấp tốc bán thật là nhanh. Có nhiều người họ cầm vé số rồi họ chạy ra mấy cái ngã tư đèn đỏ rồi họ đứng họ nói rất là lớn anh chị, để người ta mua gần tới giờ sổ đó.
thường mấy người mua giờ đó hay trúng lắm. Em thấy vậy á. Những cái khách sạn lớn ngày hôm nay im lìm anh chị ha. Con đường này là con đường Tạng Đà. Bên trái anh chị quẹo qua cái xóm chỉ ngày xưa. Còn bên phải anh chị quẹo qua Hồng Bàng ha. Trời thì âm u á, cái chiều như thế này mà đi cái hướng ngược này là thường nắng nó rọi vào tối thui à. Nhưng mà hôm nay thì anh chị thấy là không có nắng luôn. Một ngày xa mặt trời thật sự. Phố xá cũng mưa nè, ướt lem nhem. Bây giờ là nhanh lắm anh chị, một năm rồi. 5 tháng 7 rồi. Rồi loay quay tới giữa tháng 7 rồi, hết tháng 7 tới tháng 8. Với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì cứ mỗi ngày mấy trăm ca như vậy thấy cũng đáng lo ngại ghê anh chị ha. Không biết là hết tháng 7 này có dập dịch được hết hay không. Ở đây là con đường Phù Động Thiên Vương nè, ở đây là có cái chợ xã Tây. Sáng nay em vừa mới đọc có cái thông tin là ban quản lý chợ ở đây người ta đi chợ cho bà con mình luôn. Gọi tới rồi người ta vào ta mua rồi giao tới. Cũng hay anh chị. Phố xá Đồng Khánh chiều hôm nay cửa đóng then cài rất là nhiều anh chị ha. Còn khách sạn này có mấy con cá nó bơi bơi ở trên vách tường đó à, nhìn đã không, rất là nổi bật. Rồi chúng ta tới con đường Triệu Quang Phục ha, cái phố mà mài dao mài kéo rồi thuốc bắc. Bên phải Triệu Quang Phục anh chị chạy ra Hồng Bàng, ngay trường Hồng Bàng luôn á anh chị. Về đây nghe mùi thuốc bắc thơm lừng. Đây có một cái chùa bà. Sài Gòn bây giờ giăng dây nhiều nơi lắm anh chị, chạy một đoạn có giăng dây đồ này kia nhưng mà quay riết rồi em thấy cũng buồn. Đây là con đường Lương Dự Học, phố Lồng Đèn. Năm nay là chuẩn bị tới Trung Thu năm nay không biết như thế nào đó, có nhiều cô bán vé số ra giữa đường đứng luôn anh chị. Em mời anh chị chạy lên cái khu vực bán vé số này. Hay là sao mình đi con đường Đồng Khánh này cho hết đi. Lên không cần. Em quẹo trái ha. Trái lên cái đoạn này nè. Vé số chiều sổ nè. Ở đây là Châu Văn Ly anh chị ha, Tổng đốc Phương. Ở khu vực này thì rất là nhiều người bán vé số, người ta có cái bàn đứng ở ngoài đường như thế này anh chị. Đó. Đầu chiều sổ rồi á là ôi cái đường Châu Văn Liêm bây giờ người ta cắt trụi cây nhìn thấy lạ quá. Cắt hết nhánh luôn. Đây. Ta bán vé số đó, khu này bắt đầu chiều sổ đó. Em chạy một vòng lại để anh chị xem con đường Châu Văn Liêm người ta cắt cây trụi lũi hết này. Không biết có hết đường không hay là một đoạn thôi. Em bọc cái bùn bên lại ha, phía trước bưu điện đây nè anh chị. Đi thẳng anh chị lên cầu Chà Bà nha, nó thẳng hướng này lên cầu Chà Bà nè. Em quẹo qua đây à, có một đoạn thôi, cắt một đoạn ở đây. Hẹn chị em đi em nhìn thấy nó lạ quá à. Đây anh chị, mấy cái cây nó độc lóc luôn nè anh chị thấy không. Cái đoạn này bạn tới Trần Hưng Đạo Đồng Khánh thôi là hết rồi. Chợ lớn cũng mưa mới xong ha. Rồi em quẹo trái con đường Đồng Khánh đi về Thương Xá Đồng Khánh.
3, 2, 1, 0. Rồi, về đây. Ô, ló mặt trời ra rồi. Đây, thương xá Đồng Khánh đây. Đóng cửa hết rồi đó anh chị, chợ vải Soái Trình Lâm tạm thời đóng cửa nghỉ. Đèn năm ngọn đây, khu vực đèn năm ngọn. Đường Phùng Hưng là bên phải anh chị đi về Nguyễn Trãi ha, bên trái anh chị chạy về khu vực Định Hoài Đức. Đây rồi, thương xá Đồng Khánh đây rồi. Chợ vải Soái Trình Lâm đóng cửa vắng vẻ. Lúc trước cái chỗ này nó nhộn nhịp sầm uất anh chị ha. Đóng cửa rồi, những người mà bốc vác ở đây rồi xe ôm ba gác ở đây cũng thất nghiệp hết, không biết làm gì. Một ngày ở đây vác không biết bao nhiêu cây vải, lên xuống cũng tiền không anh chị. Đây con đường Đỗ Ngọc Hạnh. Bên phải anh chị đi về Thuận Kiều Plaza, đi chợ Tân Thành đó. Bên trái anh chị ra Hải Thượng Lãng Ông, năm xưa là Khổng Tử. Đi thẳng thì anh chị chạy về nhà thờ Cha Tam, Thánh Francisco Xavier. Phố này bây giờ sao nó khác ghê luôn á, không có giống một tí nào như ngày xưa. Ngày xưa là một buổi chiều nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Em quẹo trái con đường Học Lạc anh chị. Khu vực người Hoa thì lúc nào nó cũng nhộn nhịp cả. Duy chỉ có là mấy ngày dịch bệnh này là em thấy là vắng vẻ nhiều lắm. Chứ còn bình thường chỗ nó đông, khu này bán thuốc lá, thuốc lá cây nhiều lắm này. Lúc nào cũng đông nghẹt hết. Bây giờ vắng vẻ, buôn bán cũng trong nhà không thôi. Em mời anh chị chạy về bến xe ha. Đấy, thuốc lá này, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Cầm cái bao thuốc lá lên nhìn thấy mấy cái hình phổi rồi răng nó vàng nó gãy ở trên cái bao thuốc lá, thấy ghê lắm anh chị. Nhìn cái bao thuốc lá nhìn vô mình thấy ghê rồi mà người ta vẫn hút được cũng hay. Đây. Trang Tử anh chị ha. Khu vực này thì lúc nào cũng là đông đúc nhộn nhịp. Ôi ra mời khách, chào mời khách, buôn bán. Bây giờ thì vắng vẻ lắm rồi. Ở đây là chợ Trần Chánh Chiếu, sát bên bến xe. Ngày trước thì có người trực ở đây, rồi sát quận, rồi khai báo y tế, tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân. Còn bây giờ thì không còn người đứng trực nữa. Và chợ Trần Chánh Chiếu thì cũng dẹp luôn rồi. Bán lai rai, một vài người ở đây họp chợ. Bây giờ thấy là cũng bắt đầu người bán, người mua được cũng nhiều nè. Thôi kệ, bà con mình buôn bán đi, đảm bảo trật tự và chống dịch. Bây giờ thật sự ra cả tháng trời hơn là đói lắm rồi. Thật sự luôn anh chị, cả tháng trời này đói mèo, đói múc, đói múc mèo luôn đó chứ. Con đường này là con đường Trần Chánh Chiếu đó anh chị ha. Ở đây thì người bán ở đây người ta còn gọi là chợ Sống Vôi nữa. Rồi, em gọi trái con đường Sống Vôi đó này, đó, Sống Vôi cho nên người ta gọi là chợ Sống Vôi hay là chợ Trần Chánh Chiếu cũng được. Đây mì tôm đồ quá trời luôn, tương ớt, tương cà, rồi dầu ăn nè, khu này nè.
Ở đây thì em đưa anh chị chạy xạ thẳng sang bên đường Lê Quang Trung, Trương Tấn Bửu. Kéo mấy cái xe này, có bánh xe ở dưới kéo để chạy đó anh chị, cho nó lẹ. Có công an rồi dân phòng rồi tới là họ kéo chạy thôi. Bưng đồ chạy á. Em quẹo phải con đường Lê Quang Sung anh chị ha. Cái phố này là cái phố cầu câu đưa lối này. Cái phố mà bán rất là nhiều cái mâm quả để cưới hỏi. Bây giờ chắc người ta cũng nghỉ ngơi hết rồi, mùa này cũng không ai cưới, có bán thì cũng ít người mua. Em quẹo trái con đường Nguyễn Hữu Thuận anh chị ha. Đối diện mặt chợ Bình Tây luôn đó. Bình Tây bây giờ hồi bữa đó, mấy hôm trước em ghé thì còn mở cửa chính nha. Bây giờ thì đóng luôn cái cửa chính rồi nè anh chị. Các cái sạp phía trước thì cũng chung cái số phận. Không biết những cái sạp hai bên thì như thế nào. Để em xem thử. Biết những cái sạp hai bên thì như thế nào. Đây phía trước chợ Bình Tây. Ồ, mấy hôm còn mở cửa ra vô lấy hàng đồ này nọ ha. Hôm nay đóng cửa luôn rồi. Đây anh chị, dẹp luôn rồi. Ồ. Em đi một vòng chợ xem như thế nào. Ôi đừng nói bây giờ chợ Bình Tây đóng luôn nha. Xung quanh không biết còn bán không. Trời ơi thấy hình như tình hình là đóng luôn á anh chị. Đóng luôn nè. Đóng luôn rồi. Chiều nay dẹp luôn chợ Bình Tây hay là mấy ngày trước em không ghé. Mấy hôm là cái đường bên cạnh này nè, đường này là Trần Bình nè, còn đông còn bán mà. Ôi, phía dưới có đi được không? Phía dưới không ra được. Ủa đóng hồi nào á anh? Cái này đóng hồi nào á? Chợ ở đây đóng đóng hồi nào vậy? 3 giờ đóng rồi hả? Trời ơi, mới hôm qua hôm kia thì còn ghé thấy còn bán. 3 giờ là đóng rồi. Em đứng xa nha anh chị. Em đứng xa lắc à, không có nói chuyện gần với ảnh á. Chỗ đó đi không được luôn, rào phăng phăng khỏe luôn anh chị. Rồi trời Bình Tây đóng luôn rồi. Trời trời. Trời ơi. Anh chị thấy không? Rất là nhiều cái bất ngờ. Mới hôm qua hôm kia em còn chạy ngang đây nè. Ở đây còn bán ngon lành luôn. Đi rác không rồi. Đây em đi ra phía sau đường Phan Văn Khỏe xem như thế nào. Em quẹo phải đường Chu Văn An anh chị nha. Trời. Không biết ở bên trong đóng thì ở ngoài này coi chừng bà con mình túa đi ra ngoài này giao nhận hàng, lấy hàng đồ này kia. Tại vì cái khu chợ này nói chung là bán xị anh chị, thành ra là có mùa dịch thì hầu như là người ta cũng đóng hàng đi được. Không có khách nhưng mà đóng hàng đi được. Bây giờ đóng luôn rồi thấy bà con mình ngồi thận thờ á. Không biết con đường Phan Văn Khỏe phía sau này có quẹo được không. Đây anh chị ha, em quẹo phải Phan Văn Khỏe ha. Trời ơi, vậy là chưa hẹn ngày mở lại anh chị.
Đó, thì nếu có ba anh chị nào mà hay đi lấy hàng sỉ ở chợ Bình Tây thì hôm nay em cũng cập nhật luôn cái tình hình ha. Đóng cửa rồi, ở đây người ta đang tập trung lấy hàng rồi gì nè, đây siết chặt và tăng cường công tác phòng chống dịch đó. Em quẹo con đường Phan Văn Khỏe, ở đây thì ngày xưa nó là bến huyện Văn Thành đó anh chị. Thì phía sau này thì còn một số nhà người ta còn bán, anh chị thấy nhà ở đây nó lụp xụp lắm không? Nhà ở đây người ta không có xây sửa lại vì nó cũng nằm trong cái diện quy hoạch đó anh chị. Ba giờ chiều nay là đóng cửa. Con đường Phan Văn Huệ hướng này bên phải em có con đường chạy ra lại đường Tháp 10 này. Thì chặn rồi anh chị ha, không có vào được này. Đây này, chốt chặn rồi. Trời. Không có ai làm ăn gì được đâu. Trời. Thấy chú ngồi bên cạnh chú nói có ai làm ăn gì được đâu. Ở đây người ta cũng bắt dẹp luôn á anh chị. Ở đây cũng bắt dẹp, con đường này là con đường huyện Xuân Phụng. Ở đây cũng bắt dẹp luôn rồi, cũng giăng dây không cho vào nè. Chợ lớn là coi như là đợt này cũng tan nát luôn ha. Đây còn một số nó hàng người ta giải quyết cho xong đây. Ra vô tấp nập giải quyết cho xong, đây là cái phố tiêu tỏi ớt. Mùa này bán tiêu là thấy bị mệt rồi đó anh chị. Em ra đường Tháp 10 em quẹo lại xuống hướng chợ Bình Tây và chợ Kim Biên ha. Cập nhật sơ vài hình ảnh chợ gửi đến anh chị. Rồi em quẹo phải đây, chỗ này cũng cùng chiều xiết luôn đi. Đóng cửa hết rồi. Hôm mới hôm trước thì chị đóng bên trong thôi, nhưng mà ý là không cho khách vào thôi, người ta vẫn còn mở cửa để buôn bán được anh chị. Rồi coi như là nhận hàng lấy hàng đồ này kia. Còn bây giờ thì trong này là nghỉ luôn rồi này. Người ta chưa dọn rác, nhìn rác quá trời. Đó anh chị thấy không? Một cái hình ảnh hết sức là trống vắng của chợ Bình Tây chiều hôm nay. Người ta lấy mấy cái rào chắn người ta cột lại hết. Rồi kéo cửa xuống. Nghỉ. Dưới này thì không ra được đâu, em sẽ quay ngược lại. Như vậy là 3 giờ chiều hôm nay đóng cửa anh chị ha. Một vài cái hình ảnh về chợ Bình Tây như vậy thôi. Em chạy xuống chợ Kim Biên. Chợ Kim Biên thì đóng hôm giờ rồi. Lang thang thêm một chút xíu nữa, cập nhật vài cái hình ảnh ở đây nữa gửi đến chị. Bắt đầu có nắng lên rồi. Các cái xe mà bán bánh tráng đổ đây, hôm bữa em nói nè anh chị, bán bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn đổ đây nè, cũng đóng cửa luôn rồi, cũng nghỉ luôn rồi, dẹp rồi, không ai bán nữa. Trời, người ta thu dọn, người ta về nhìn cái nét đượm buồn ha. Tại vì cái này thì chưa có cái ca, nhưng mà chắc là siết chặt hơn để chống dịch thôi. Đóng cửa.
Bây giờ còn những ai còn buôn bán được ở ngoài dọc cái đoạn này thì bắt đầu tiến hành tốc hành làm ăn thôi, chứ để mai mốt đóng luôn cái nữa rồi thế thì cũng ở nhà nghỉ thôi. Chợ Lớn năm nay đúng là một năm buồn luôn, không làm ăn được gì. Rất là nhiều cái nơi bị nghi nhiễm, phong tỏa rất là nhiều nơi anh chị. Mấy xe bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn rồi đây anh chị. Đây đây, chạy xuống đây rồi đây. Đang nằm ở đây. Tập trung 3-4 xe, 4-5 xe đổ ở đây nè. Thấy cuộc sống giờ không biết ngày mai ha, còn bán được hay không. Dẹp hết rồi đó anh chị, những cái cửa hàng đây người ta vận động đóng cửa hết luôn nè. Không phải riêng chợ Bình Tây đâu anh chị, những quán xá nhà cửa đây là chính quyền đi vận động đóng cửa hết, người ta đang dẹp đồ đó anh chị. Thôi thì cũng cầu nguyện cho bà con mình qua cái đợt này đi, qua cái đợt khó khăn này. Hồi em đi cái mé bên kia, cái mé bên kia là cái mé mà thường là rất là đông người dọc con đường Trang Tử đó anh chị. Ta bán mời gọi khách rồi rất là nhộn nhịp luôn. Như ở đây nè, giống như ở đây nè. Bây giờ thì không biết bên đó như thế nào, em thấy cũng đang thất thần, như là chắc có cái thông báo đóng cửa đó, không biết là có đóng hay không. Chợ Bình Tây thì đóng rồi đó, còn các cái khu vực này thì em đi một xíu em cập nhật. Trời, về đây nghe cái mùi hóa chất nó sốc lên cái mũi, ta đang pha chế gì đó. Rồi giờ ngồi mấy anh ngồi quạt thôi, trời mát rượi, anh cũng quạt luôn, chắc là anh cũng bức bối trong người. Đường Phan Văn Khoẻ đây anh chị ha, bên kia thì giăng dây hổm giờ rồi đó, khu vực phía Trịnh Hoài Đức cái đèn 4 ngọn rồi đó. Chợ Kim Biên thì hổm giờ đóng rồi. Hiếu người Hoa ở đây người ta lo làm ăn dữ lắm anh chị. Khu người Hoa em ít thấy khi nào mà họ sửa nhà rồi lắm, mà chỉ cần cái mặt tiền buôn bán thôi, chứ còn mà họ không có sơn sửa nhà cửa rồi nhiều. Em xin phép quẹo trái anh chị ha, đi ngược lên phố Hải Thượng Lạng Ông đây. Năm xưa là Khổng Tử đó anh chị. Còn mấy anh đứng mời khách nè. Đây con đường Dương Tử Giang, đây khu này là đóng cửa này. Hồi đang đứng nhìn hàng hóa, nhìn người mua, nhìn người đi đường, dẹp vào hết nữa chứ bình thường ra ngoài đường luôn anh chị, bán nhộn nhịp lắm. Khu này em cũng hay lên mua đồ. Bây giờ thì đó, người ta đóng, người ta buộc đóng. Mày thấy bà con mình cũng đang đứng tâm sự bàn luận rồi này kia. Mặt trời lên rồi,
Đường em đang đi đây là Trang Tử anh chị ha, lên Lê Quang Sung nè, Trương Tấn Bửu ngày xưa đó. Ở đây ngày xưa cũng có nhiều người bán bánh tráng, nay họ cũng gãy hết rồi. Chiều nay không có em, bờ đá không duyên âm thầm. Chiều nay không có em, một buổi chiều khá là buồn của khu vực Chợ Lớn. Cũng lo bến xe buýt Chợ Lớn thì bây giờ nghỉ rồi, không có xe chạy nữa. Thôi thì rời khu vực Chợ Lớn, cầu mong cho bà con mình vượt qua được cái giai đoạn này, rồi xong lại buôn bán làm ăn. Đây là những cái xe đậu phộng luộc, rồi bánh tráng. Đậu phộng luộc, bánh tráng nữa ở đây. Em đang đi trên con đường Nguyễn Thị Nhỏ anh chị ha, là Dương Công Trừng ngày xưa đi ra Trần Quốc Toản 3 tháng 2 này, con đường này. Chiều đi dạo có chút xíu mà thấy cũng nhiều vấn đề ha. Em xin phép quẹo phải xuống con đường Hồng Bàng, đi một đoạn trên con đường Nguyễn Trãi anh chị ha. Ngày xưa ở đây thì như cô bác anh chị chia sẻ thì có một cái ga Mỹ Tho nằm ở cái góc này, Nguyễn Trãi và Hồng Bàng. Sẫm vôi đây anh chị. Con đường Nguyễn Trãi bây giờ nó vắng vẻ quá anh chị ha. Đóng vắng. Kể từ ngày mai là nhiều khi chúng ta tới Bình Tây, chợ Bình Tây chúng ta sẽ không thấy còn bán con khô, con mực, các cái loại bánh trái, mứt rồi này kia. Đường là đường Phú Giáo anh chị. Ồ, cam dưa đồ quá trời này. Bây giờ rất là nhiều hộ người ta đổi cái loại hình kinh doanh chị, người ta bán những cái đồ nào mà trong mùa dịch có thể tiêu thụ được á. Đây con đường Phú Hữu, chứ bây giờ bán những cái nghề như ngày xưa là coi như khó rồi, không còn ăn được rồi. Rồi, em mời anh chị đi một đoạn nữa trên con đường Nguyễn Trãi anh chị ha. Ở đây đường Học Lạc. Biết bao nhiêu hàng quán ở đây giờ đóng cửa hết, những cái hàng quán mà ngày xưa họ chỉ bán tại chỗ anh chị, hoặc là food buffet rồi đó. Bây giờ họ chuyển loại hình kinh doanh hết, họ bán online và bán rời từng món, mua cái gì cũng được, sao nhiêu cũng giao. Mục đích là để duy trì kinh doanh thôi anh chị, rồi trả lương cho nhân viên rồi vậy đó. Bây giờ bắt đầu Sài Gòn mình phải thích nghi với cái con virus này rồi, chứ không thể chờ đợi nó được, phải thích nghi thôi. Đường Dương Tử Giang, nhà cửa người ta giăng dây lần cả mấy căn như vậy chứ không phải là một căn anh chị, không.
Đỗ Ngọc Thạnh anh chị ha. Về bên phải chúng ta đi về chợ vải Xoái Đình Lâm, bên trái chúng ta về Thuận Chiều Plaza. Ôi xe này bán đồ nhựa này, ghế rồi ca rồi lò gì quá trời luôn. Ở đây là chợ Phùng Hưng, chợ Phùng Hưng nên chị chiều thì bạn nghỉ bán rồi, ngày trước cũng có bán nhưng mà bây giờ mùa dịch chị bán buổi sáng thôi, chút xíu vậy thôi. Hôm nào mà chính thức được hết giãn cách rồi hoạt động bình thường chắc là vui lắm thiệt á, thật là vui. Hơn một tháng rồi chúng ta quay lại Châu Văn Liêm, tổng đốc Phương ngày xưa đây anh chị. Thì chiều hôm nay em cũng lang thang về khu vực chợ lớn, cập nhật một vài cái hình ảnh. Và thế là có một cái điều bất ngờ, chợ Bình Tây dẹp luôn. Mỗi ngày nó mỗi thay đổi anh chị. Và em cũng xin phép được kết thúc cái clip mình ở đây. Một vài cái hình ảnh chợ lớn chiều 5 tháng 7 rồi đến anh chị như vậy thôi. Chúng ta tiếp tục gặp lại nhau ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.